Hôm nay thì San vừa thực hiện một bài tập 15 phút của Chloe Ting, một bài tập mà nó gọi là giảm mỡ toàn thân, chỉ 15 phút thôi. Cảm thấy kiểu gọi là rất là hứng khởi. Còn bây giờ thì sẽ bổ sung thêm những món ăn healthy, những thực phẩm tốt để cơ thể được chăm sóc từ bên trong. Đây là một bữa sáng rất là ngon mà có hoa quả và thực sự rất là dễ ăn, rất là dễ làm luôn. Nếu như các bạn muốn thì San sẽ chia sẻ kỹ hơn trong những video tới nhé. Ngoài ra thì San còn chuẩn bị, đây là nước ép cần tây. Nước ép cần tây thì San cũng đã uống được hơn một nửa rồi. Còn chừng này nữa thì San sẽ uống hết luôn. Sáng hôm nay thì người ta mới ship về cái case AirPod. Mình vừa bỏ vào cái case AirPod này, nó là hình con Mr. Brown. Đây, chính là nó, nhưng mà nhìn thì cũng không giống lắm đúng không? Nhưng mà San rất thích Mr. Brown nên là đặt một cái hình Mr. Brown thế này, nó có mười mấy hay là hai mấy nghìn thôi, rất là rẻ. Rất là xinh. Còn đây là cái dán cường lực các bạn. Điện thoại của San thì nó bị vỡ màn hình khắp bốn cạnh rồi, nên là bây giờ San phải dán mới, mua cái này dán luôn. Kiểu thấy cũng rất là rẻ mà nó lại là cái loại mà cường lực chống nhìn trộm luôn. Đây, người ta gói rất là kỹ trong cái hộp thế này. San mua thì gửi tận nước ngoài, là hình như là Trung Quốc gửi về, nhưng mà nhanh thì đương nhiên là không quá nhanh rồi, nhưng mà không đến mức lâu như San nghĩ. Đây, đó, tí nữa thì San cũng sẽ thử dán. Ngoài ra thì tối hôm qua San vừa mới mua một chiếc máy. Chiếc máy này nó sẽ hỗ trợ San trong cái công việc sắp tới, những cái dự án sắp tới của mình. Đó chính là một chiếc iPad Pro. Đây là phiên bản iPad Pro 2020 11 inch. Thật ra thì ngày hôm qua San đã unboxing rồi, nhưng mà ngày hôm nay coi như giả vờ unboxing lại ha. Nó sẽ không có cái lớp bên ngoài nữa, tại vì hôm qua San vừa bóc rồi. Đây chính là em iPad Pro, thành viên mới trong gia đình những sản phẩm điện tử nhà San. San mua phiên bản màu bạc tại vì không biết nữa, nhìn màu bạc có vẻ khá là đẹp, nhưng mà mặc dù cuối cùng vẫn là bỏ ốp vào thôi. Hiện tại thì công việc chính của San vẫn là sử dụng MacBook Pro, và nó cũng là bản MacBook Pro của 2020 luôn. Nếu như mọi người muốn San review về MacBook Pro kiểu dùng có ok không các thứ thì các bạn có thể comment phía dưới nhé. San có thể là sẽ làm một cái video về review đồ công nghệ. Thì đây, em iPad Pro chưa có gì cả. Nói chung là ngày hôm qua về thì San cũng có nhiều việc nên là cũng chưa có gọi khám phá gì em đó cả. Để ngày hôm nay thì San cũng sẽ set up và xem thử là những cái phần mềm cần phải tải này, rồi xong rồi dán màn hình này các thứ. Và thực ra thì San mua cái gì nó cũng phải có một cái mục đích sử dụng, tại vì đối với mình thì đây là những cái sản phẩm mà tạo ra giá trị. Bản thân mỗi sản phẩm mà San mua, đặc biệt là những sản phẩm công nghệ đắt tiền ấy, thì nó phải có một cái mục đích. Ví dụ như là máy quay thì là để quay phim, để San chia sẻ những cái nội dung của San đúng không? MacBook Pro là để San giải quyết những cái công việc. Và đương nhiên là iPad Pro cũng vậy. iPad Pro sắp tới sẽ là một thành viên đắc lực trong team của San, để San thực hiện một cái dự án sắp tới của mình. Và em này thì San sẽ sử dụng để thiết kế, để vẽ các bạn. Và đấy là điều mà khác biệt của iPad so với một chiếc laptop. Nghĩa là iPad thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều trong cái công việc thiết kế. Bản thân San thì cũng phải tham khảo, cũng đắn đo thì mới mua, chứ không phải là kiểu bỗng dưng thấy thích thấy đẹp thì mua đâu. Nó phải có lý do hết. Và đương nhiên là để có thể phục vụ công việc thiết kế thì San cũng cần một sản phẩm cực kỳ đắc lực luôn. Đó chính là một chiếc Apple Pencil. Chúng ta hãy cùng mở Apple Pen ra nhé. Cái Apple Pen này thì nó sẽ có một chút đặc biệt, tại vì đây là cái bút mà San order từ bên Hàn Quốc. San có một người bạn ở Hàn Quốc và San đã nhờ đặt chiếc bút này tận Hàn Quốc. Lý do là vì sao? San sẽ chia sẻ ngay bây giờ. Đây, đây là Apple Pencil để chúng ta có thể vẽ và thiết kế ở trên MacBook. San vẫn để nguyên cái bọc ở đây. Wow. Tiếng nghe thật là thích. Và lý do vì sao em này đặc biệt là ở đây.
Các bạn có nhìn thấy chữ gì đây không? Đúng rồi. Nếu như mà đặt hàng ở Apple Store thì nó sẽ có một cái dịch vụ khắc tên. Nên là Sun đã nhờ một người bạn sống ở Hàn Quốc đặt ở Apple Store ở Hàn Quốc cho Sun, và đã gửi về sau đấy luôn. Nên là Sun rất là thích. Đây là một chiếc bút mà nó mang tên mình luôn. Thì thứ nhất là nó sẽ dễ tìm hơn. Thứ hai nữa là nó có ghi tên mình. Thì nhiều khi mình đang vẽ mà mình mệt quá, mình ngoảnh sang mình thấy tên mình ở đây, thế là tràn đầy năng lượng. Thôi mình đùa các bạn đấy. Ok, đối với chiếc bút này, hiện tại thì Sun chưa có ý định sử dụng ốp cho em này. Tại vì nếu như ốp thì nó che mất cái tên. Nhưng mà nếu như trong quá trình sử dụng mà không cẩn thận làm rơi thì nó cũng sẽ rất là dễ hư tổn. Tất cả những sản phẩm của Apple thì thường là chúng ta sẽ chăm sóc nó rất là cẩn thận, tại vì nó đắt tiền. Và Apple Pen thì chúng ta chỉ cần gắn vào đây, nó dính vào thì nó cũng sạc pin luôn. Cái bút nó sạc pin bằng cách như thế này luôn, rất là tiện. Nếu như mà bút mà ở gen cũ ấy, thì chúng ta sẽ phải cắm vào. Nó có một cái đầu cắm này, mở ra này. Nhưng mà nó là cái Apple Pen mới, nên là chúng ta chỉ cần gắn như thế này thôi là nó sẽ tự động sạc. Nó rất là tiện, Sun thấy nó cực kỳ tiện luôn. Cảm nhận đầu tiên về của Sun về em Apple Pencil là nó rất là mượt, nó rất là mịn, rất là nhanh luôn. Nói chung là Sun mới chỉ tải Instagram về thôi. Tí nữa thì Sun sẽ bắt đầu tải những cái phần mềm cần thiết. Nhưng mà trước hết chắc là Sun sẽ phải dán màn hình cái đã. Cái dán màn hình ấy thì Sun sẽ mua cái loại mà nó giống như kiểu vẽ trên giấy, kiểu Paperlight. Cái loại Paperlight thì tại vì phần lớn công việc mà Sun sử dụng iPad Pro thì sẽ là thiết kế, nên là Sun sẽ không dán những cái miếng cường lực bình thường mà Sun sử dụng một cái Paperlight, cho chúng ta cái cảm giác mà giống như kiểu đang vẽ ở trên giấy ấy. Sun thích cái kiểu như thế. Và Sun cũng đặt luôn một cái bao da rất là xinh, màu baby blue. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó chưa về, nó chưa kịp về, nên là tạm thời sẽ phải dùng trần như thế này. Rất là lo lắng. Nhưng mà cái dán màn hình Paperlight thì nó đã về rồi, nên là bây giờ Sun sẽ tiến hành dán màn hình luôn. Đây là miếng dán Paperlight mà Sun đã đặt. Nói chung là Sun đặt hầu như là đặt online hết các bạn. Đặt online xong rồi về tự làm thôi. Sun nghĩ là cái này chắc là tự làm được. Wow, siêu to. Cái này là cái gì nhỉ? Người ta cho thêm cái này nhưng mà, à nó là cái bảo vệ dây sạc các bạn. Đây, được bọc ở trong này. Đây rồi. Em nó đây. Đây là cái loại Paperlight mà Sun mua để dán iPad đây các bạn. Sun sẽ xé ra. Em này hình như là của Nhật hay sao ạ? Thấy toàn chữ Nhật Bản thôi. Đây. Còn đây chắc là những cái dụng cụ để chúng ta có thể tự dán ở nhà. Bình thường thì Sun đã quá quen với việc là ra tiệm mua xong rồi người ta dán màn hình cho ấy. Nhưng mà bây giờ thì máy Sun cũng đặt online về, xong rồi thì Sun cũng tự mua tất cả những cái phụ kiện luôn. Thứ nhất là nó rẻ hơn, thứ hai là nó có những thứ mà mình thích. Nhiều khi ở ngoài tiệm không có những thứ mà Sun thích. Ok, trước hết là Sun sẽ làm lau qua, làm sạch đã. Trông thế này thôi nhưng mà Sun cũng phải vật lộn mãi mới có thể dán xong được cái Paperlight này. Và yeah, cái thử thách khó nhất đấy chính là không để lại bất cứ một cái lỗ nào ở trên màn hình. Và mình đã thành công. Mình nghĩ là vụng về như Sun vẫn thành công thì chắc chắn là các bạn có thể hoàn toàn tự làm được ở nhà. Wow. Sun đã thử xài bút xem em này xài có thích không.
khi mà dán Paperlike vào thì nó có một cái lớp mờ mờ. Đương nhiên là cái bút nó sẽ không nhạy như ban đầu nữa đâu, nhưng mà nó có một cái độ gọi là một cái độ nhám nhất định thì nó sẽ cảm giác dễ hơn. Nếu như mà chúng ta vẽ, chúng ta cảm thấy nó thoải mái hơn đấy các bạn. Có thêm một lớp Paperlike thì cảm giác như kiểu chúng ta đang viết ở trên giấy vậy. San sẽ thử viết một cái gì đấy xem nào. San sẽ thử viết một cái gì đấy. Cảm giác giống như kiểu mà San đang viết ở trên giấy vậy các bạn. Rất là thích luôn. Và lúc đầu khi mà chưa có Paperlike thì nó khá là trơn, nó rất là nhạy nhưng mà cảm giác nó hơi trơn. Còn nếu như mà San vẽ thường xuyên thì San sẽ rất là cần cái Paperlike này, tại vì cảm giác kiểu San đang vẽ trên giấy ấy, rất là thích. Chắc là mấy ngày tới San sẽ dành thời gian để khám phá em này. Bây giờ thì San sẽ chỉ chờ đợi một chiếc ốp lưng nữa thôi để có thể bảo vệ cho em nó. Với cả là San để trên bàn ấy, cái ốp lưng cũng chính là một cái kệ giá đỡ luôn, rất là dễ để San có thể vẽ. Còn bình thường thời gian nếu như mà chúng ta cầm thế này vẽ, nó cũng không đến mức quá nặng đâu nha, nó rất là nhẹ luôn. Mình không ngờ nó nhẹ đến như vậy. Một phần mềm mà San sẽ dự định mua để thiết kế và vẽ, San cũng đã được bạn bè mình gợi ý, đấy chính là Procreate. Procreate thì nó có giá 219.000. San nghĩ là với một cái app mà để mình vẽ rồi để mình thiết kế thuận tiện thì 219.000 cũng là một cái giá nó khá là ok. Mua trọn đời chứ không cần phải trả theo tháng thì rất là tốt. San nghĩ là cái giá này ok nên là San sẽ mua em Procreate này. Bức tranh San chỉ mất 1 phút hơn để vẽ. Ốp lưng của San đã về rồi. San đặt hai cái ốp lưng, một cái thì chuyển từ Sài Gòn, một cái thì chuyển từ Trung Quốc lận, nên là nó lâu quá, nó đến tận một tuần sau nữa mới có. Đặt mất khoảng 2 tuần, thành ra là San mới đặt thêm em này là đặt ở Sài Gòn luôn. Thì sau khoảng 2 ngày đã có rồi. Đây là một em màu hồng, không biết là có xinh không. Màu hồng pastel. Shop có thêm một cái nốt rất là dễ thương. Ok, chúng ta sẽ xem thử em này. Ui, màu hồng xinh quá, xinh lắm luôn. Mà cũng rẻ chứ không đắt. Và nó cũng có một cái khe cắm bút luôn các bạn. San sẽ cho em iPad vô đây. Mấy hôm nay sử dụng iPad mà không có ốp ấy thì đương nhiên là San thấy là nó cũng nhẹ nhàng và đơn giản. Tuy nhiên thì mỗi khi mà San cần một cái giá đỡ này thì không có, nên là đôi khi nó hơi bất tiện. Với cả là xài chơi như thế này, nếu như mà nó rơi thì cũng sợ đấy. Đâu như em này kiểu nó rất là mỏng manh luôn các bạn. Nó rất là dễ bị móp luôn ấy, tại vì nó cực kỳ nhẹ luôn. Cái ốp này thì nó kiểu cao su các bạn ạ. Cao su thì có thể sẽ hơi nóng máy ấy. San sợ sẽ hơi nóng nếu như mà chúng ta xài lâu dài. Thực ra cũng bình thường thôi, giống như cái iPhone ấy, thì chúng ta cũng dùng những cái loại cao su mà đúng không? Nhưng mà cái loại mà San đặt từ Trung Quốc về thì nó là dạng nam châm. Nghĩa là nó không có cần phải gắn vào như thế này mà nó dính bằng nam châm luôn. Rất là xinh. Màu hồng pastel mà San yêu thích. Ở đây thì nó có một cái khe để đựng bút, thì San sẽ cho vô đây luôn. Đúng ha. Wow. Xem nó có sạc được pin không? San phải xem thử là bỏ đây cũng phải sạc được pin cơ. Không sạc à? À, sạc vẫn phải bỏ sang bên này. Nó chỉ sạc ở bên này thôi. Thật ra nó cũng tiện ở chỗ là nếu như mà chúng ta đi đâu ấy thì cái có để bút như thế này là rất là tiện luôn. Hình như là cái mà San đặt ở bên Trung Quốc thì nó không có cái lõi đựng bút. Thôi phải chờ nó về xem thế nào. Nhưng mà bây giờ thì nó cực kỳ tiện cho San rồi. Mấy ngày hôm nay thì San cũng đã tập sử dụng Procreate. Đấy, hôm trước bức hình cô gái mà San vẽ đây. Xinh không?
chủ yếu khi mà mua iPad là để vẽ mà để thiết kế mà. À, Sơn đang vẽ một chiếc sweater màu vàng và nó có in dòng chữ lời bài hát mà Sơn rất là yêu thích của The Beatles, đó chính là Yesterday on the trouble seems so far away. Sơn nghĩ là Sơn sẽ bị nghiện cái này mất, nghiện vẽ quên ăn quên ngủ mất. Trông cũng khá là ok. Hôm sau Sơn sẽ chia sẻ với bạn nhiều hơn những cái hình ảnh mà Sơn vẽ đó. Còn ngày hôm nay thì chia sẻ một chút với các bạn về thành viên mới của gia đình chúng ta thôi. Bản thân em ấy thì sẽ giúp và hỗ trợ Sun rất là nhiều trong công việc sắp tới. Và chắc chắn là em nó cũng sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong rất là nhiều những quãng đường sắp tới. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video ngày hôm nay cùng với Sun. Bye bye.